Hội người khuyết tật thành phố Cần Thơ tổ chức chương trình trao quà Tết Xuân Quý Mão 2023. Hội đã trao 232 phần quà, mỗi phần quà trị giá 600.000 đồng, tổng trị giá trao quà Xuân Quý Mão năm 2023 đến người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn là trên 130 triệu đồng.